Xin chào tất cả các bạn. Để bắt đầu CD bắt đầu chạy rồi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn con Onkyo X7 Made in Japan này nha. Cái đầu máy Made in Japan. Và bây giờ chúng ta hãy thưởng thức nhạc trước khi đi vào cái phần chi tiết. Đây là một trong những dòng bán chạy nhất tại shop Onkyo X7. Và là cũng là một cái dòng rất được ưa chuộng tại Nhật, mà hàng về đa phần lúc nào cũng nhiều hơn những cái dàn âm thanh khác. Mình đang sử dụng điều khiển học nhé. Anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh hỡi anh dạ từ vô khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng chân là cánh rừng đang bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh vâng, chính anh. Mình tạm tắt tiếng nha các bạn. Các bạn đang nghe ở chế độ cân bằng. Con này có chế độ S.bass. Chế độ S.bass này là tăng bass chép lên cùng một lúc. Và nó tăng được 3 nấc nha các bạn. Nó giống như low net trên âm ly lớn. Giống như low net trên âm ly lớn các bạn. Tăng bass chép lên cùng một lúc và tăng ở 3 chế độ khác nhau. Chế độ số 3 là chế độ tăng nhiều nhất. Và nãy giờ mình đang ở chế độ cân bằng. Và mình sẽ zoom lại cho các bạn xem nhé. Hiện tại chúng ta đang chơi đĩa CD. Và chút nữa chúng ta sẽ test một số tính năng còn lại, đặc biệt là cổng quang optical để có thể kết nối trực tiếp Smart TV. Đây các bạn, đây cái mặt của nó là cái mặt dàn phi nhôm, rất là sáng và rất là bền. Nắp cũng bằng nhôm và loa thì rất là dày dặn và chắc chắn. Con này mình giới thiệu khá là nhiều. X7 này hàng về cũng khá là thường xuyên và bán rất là chạy nha. Các bạn hãy nhanh tay lại cho mình những bộ dàn âm thanh này để về, thứ nhất là vừa nghe nhạc. Cái chất âm của nó, cái dải mid và dải chép của Onkyo nó rất là sáng, rất là chi tiết. Củ từ rất là nặng, rất là chất lượng. Củ từ đôi bọc nhôm hai lớp, màng bass 12 sợi quang học đây. Và phần chép của nó khá là ấn tượng, chút nữa các bạn sẽ được quan sát kỹ hơn. Mỗi thùng loa này nặng tới 3,6 kg. Một thùng loa 70W 3,6 kg, chiều cao chỉ có 28,5 cm thôi các bạn, nhưng mà cái phần cân nặng của nó nói lên cái độ chất của cái phần gỗ cũng như là cái phần củ từ. Rồi chúng ta sẽ test tiếp phần âm thanh và tăng cái phần S-Bass lên nhé. Các bạn nên nhớ là con này có cổng quang optical gắn trực tiếp TV nhé các bạn. Các bạn có thể gắn cổng quang vào và xuất tín hiệu ra cho hai cái âm ly lớn để chơi tiếp hai cái lần nha, hai ngõ ra lần. Dành nào thiếu dấu chân anh, đời anh về chỉ còn chớ vần trắng quan có đi còn tấm khăn số bơ vơ người quả cung còn điện thoại máy tính trong mơ. Mình xin dặn nhỏ âm lượng lại, cổng quan có đi còn nè, cổng nhận, cổng xuất, cổng sub điện nữa, các bạn muốn hỗ trợ thêm 500. Đây là cổng AUX, các bạn kết nối điện thoại máy tính hoặc là gắn với các thiết bị Bluetooth như là USB, Bluetooth vân vân, kết nối qua cổng analog này. Đây, cổng line số 1. Con này có tổng cộng là 3 cổng line nhận nè, 1, 2, 3, và 2 cổng xuất, 2 cổng analog này để dành xuất ra cho 2 tín hiệu cho 2 cái âm ly lớn. Nếu cái âm thanh vừa chơi từ loa này nhưng mà vừa tiếp tục xuất tín hiệu ra để cho 2 cái âm ly nữa chơi nha các bạn. 2 cái âm ly hay là 2 cái dàn âm thanh khác gắn vô loa vi tính này nọ vẫn được. Cái đầu máy này, cái đầu này thì vẫn còn được sản xuất tại Nhật là Made in Japan đó các bạn. Còn cặp này thì sản xuất tại nước thứ ba là Malaysia. Này mình nói rất là rõ ràng với các bạn nha. Mà hàng về còn rất là đẹp, vuông vức góc cạnh, giá thành rất là phải chăng.
Đó. Tại sao giá thành phải chăng? Một phần là do vì chính bản thân con này hàng nó về rất là nhiều. Không phải vì nó rẻ, không phải vì chất lượng kém, mà tại vì hàng về rất là nhiều. Đa phần cứ 100 con Onkyo đầy nông về, Onkyo đầy nông được sắp chung nha các bạn, thì trong đó tầm khoảng có được 20 mấy tới 30 con đầy nông, và từ 60-70 con Onkyo, mà trong đó con X7, cái dòng, những cái dòng Onkyo thứ nhất Onkyo đã được chuộng rồi ở bên Nhật rồi, nhưng mà cái dòng X7A và đặc biệt là cái phần X7 là hàng cái tỷ lệ đó nó chiếm nhiều nhất, 50% trong cái số lượng hàng về trong Onkyo. Phần còn lại là những cái dòng đời khác. Và đây các bạn, nó được trang bị mặt phay nhôm rất là bền bỉ và rất nhìn rất là sáng đẹp, đi cùng cặp loa nặng chất đây của từ của nó nè, và đặc biệt là cổng quang ở Pico nữa, và có thể xuất tiếp tín hiệu ra. Còn ghen tương cách chia người chọn thương. Rồi, chứ mà nãy giờ chúng ta chơi CD, mình chuyện đĩa rất là trầy mà đọc cũng rất là tốt. Mà đi nè các bạn. Mình test cái nhạc này, thứ nhất là đọc cái mắt mà đi cũng như là tiếng bass của cái dãy của con này. Trong phòng dưới 20m2 thì âm trầm con này đáp ứng tốt, phòng kín nha các bạn, đáp ứng tốt. Còn phòng thoáng hơn thì nó tiếng âm trầm nó hơi thiếu. Nhưng mà 20m2 đổ lại thôi nhé. Phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là những cái phòng khách của chung cư là ok. Còn các bạn có thể tận dụng cổng sub điện để gắn thêm cái cổng, gắn thêm cái loa sub vi tính mà các bạn đang xài. Có thể cái sub đó nó ra tiếng nhạc nó không hay, nhưng mà ngược lại khi qua cái đầu này nó xử lý thì cái phần bass của nó nghe cũng rất là đánh, cũng rất là gọn. Phần nào đi qua cái đầu này nó xử lý cái âm trầm lại cũng khá là tốt. Và chúng ta cũng có thể tận dụng để tăng thêm cái phần âm trầm sâu. Còn cái phần âm bass này là bass cao và mid treble thì nó sẽ đỡ tốn tiền cho các bạn hơn. Hoặc là các bạn có thể đầu tư một cục sub điện của hàng bãi Nhật. Tuy nhiên cũng một cục sub như này đây. Sub nó cũng khá lớn nha các bạn. Nếu mà sub thì bình thường so với những cái dàn âm thanh thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà ngược lại so với dàn mini thì nó lại khá lớn. Đây các bạn, đây là một cục sub Yamaha, giá mình đang đăng lên, để giá bên dưới để các bạn có thể tham khảo nha. Đó. Sub Yamaha là sub điện nha các bạn. Hậu rất là sâu và có cái âm lượng chỉnh ở phía sau. Đó, gắn trực tiếp vào ở bên cái cổng ở phía sau hồi nãy. Và bây giờ chúng ta chuyển qua cổng quang nè, input nè. Con này có FM full đài Việt Nam 108 luôn nha. Full đài Việt Nam nha các bạn. Các bạn muốn thì gắn anten vào mà chơi thôi. Nè, 108 nè các bạn. Đó thì mình nói cái thông số cho các bạn biết thôi nha. Ít có khi nào test cái phần FM này. Đây nãy là bỏ S-bass, tăng bass treble một lúc 3 nấc. Cổng line nè. Đó. Cổng digital vân vân. Cổng quang optical đó các bạn. Các bạn để ý thấy tín hiệu nó vào thì sẽ đánh hai cái đèn trái phải này lên. Các bạn có thể bấm trên điều khiển hoặc là cái nút chuyển cổng này, đơn giản thôi. Converter optical digital in out. Đó. Các bạn thấy cái cụ từ ví dụ này. Cái đường kính nó gần bằng cái mặt ở phía trước luôn.
Và nãy bạn thấy cái cụ từ của nó nè, cụ từ đôi. Đôi ở đây là ở phía sau nó sẽ được đây. Đôi có nghĩa là hai lớp, và ở giữa có một miếng nhôm rất là dày để tản ở phía giữa rồi. Nhưng mà cái phần bát thì nó lại bọc thêm một cái nhôm 7 màu ở ngoài nữa. Bạn thấy cái đường kính của nó 10 cm so với cái màn loa 12 cm, thì cái đường kính coi như là chiếm trọn rồi, cái phần chiều sâu nữa nè. Vừa đường kính và vừa sâu. Các bạn thấy nó chất lượng mà nó rất là nặng luôn. Đó, nó nói lên cái độ bền bỉ và cái chất âm của nó phụ thuộc khá là nhiều, coi như là đặc thù của Onkyo luôn. Chơi lâu thì nó sẽ tản nhiệt vào đây, nó sẽ nóng, rất là nóng nha, và tản vào đây. Nó không có lên và nó chịu được rất là tốt, nó không có bị méo tiếng. Những cái dàn âm thanh mà chơi càng lâu á, bắt đầu nó còn không có độ chính xác nữa các bạn, nó bị giãn từ. Đó. Và nó tản nhiệt không tốt thì nó sẽ bị làm cho cái độ đi ra đi vào của cái phần này không còn chính xác. Còn đây là các bạn có thể thấy được cái đường kính bên ngoài chỉ có 2,5 cm, mà cái đường kính ở bên trong mà nó chiếm coi như là cái này tầm khoảng 5 cm và hai lớp luôn, một cái chép thôi mà nó làm cầu kỳ như một cái bát vậy. Rồi các bạn, và chúng ta test cổng AUX nhé các bạn, cổng line. Các bạn có thể gắn điện thoại, máy tính, hoặc là các bạn có thể gắn USB Bluetooth để ở phía sau rất là tiện nha. Mình đang chuyển qua cổng line này, tín hiệu đang đầu vào, đang nhận. Đi làm hay ra hàng? Online nhận một, thì có thể các bạn gắn máy tính, một cái gắn cái điện thoại, một cái thì gắn USB Bluetooth ở phía sau, rất tiện. Và không, chúng ta muốn chơi cổng nào thì chuyển qua cổng đó. Đây là cổng digital hồi nãy nè, đó vẫn đang chơi. Đây các bạn, có nghĩa là chúng ta để những thiết bị kết nối sẵn và chúng ta chuyển cổng, có nghĩa là mở cái cánh cửa cho âm thanh đi vào. Rồi đây có sợi, hồi nãy mình nói về cái phần sợi quang học đây các bạn. Đây màn loa sợi quang học, sợi quang ở đây, đây là theo cái thông số mà kỹ thuật và là nhà sản xuất đưa ra nhé các bạn. Sợi quang học, nếu các bạn nhìn gần á như này, các bạn sẽ thấy những cái sợi nó đan với nhau á. Đây là công nghệ rất là đặc thù và độc quyền của Onkyo. Nhìn ở phía trước như vậy, các bạn thấy có thể đó là không phải bằng giấy nha, nó dùng từ sợi quang học. Và nếu mà nhìn ở phía sau này các bạn, này ở trong nhìn ra, ở đây nó hơi tối, còn ở ngoài nhìn các bạn sẽ thấy được rõ hơn rất là nhiều cái sợi ở trong, ở bên trong nó đan với nhau. Đó. Đây là cái cấu, một cái cấu trúc mà nó tạo ra cái phần mid, cái phần giọng hát, cái phần âm chung nó nổi bật. Và cái phần trap thì siêu trap ở đây thì Onkyo thì cũng đầu tư bài bản quá rồi. Và đợt này hàng về thì đấy các bạn ơi, có một cái dòng đó là 7GX, một cái dòng đời sau của con X7 và X7A. Nó cải thiện thêm cái phần màng carbon 7GX nhé, thì nó tăng cái phần âm trầm nhiều hơn.
Và tiếp theo là con N7X thì nó đã thay đổi hoàn toàn phần cấu trúc của thùng loa và phần trep. Đấy các bạn, mình cũng có làm clip khá là nhiều, đó là N7X. Và tiếp theo là dòng cao cấp hơn, đó là N7SX và N7EX, những cái dòng có USB và cái đầu máy nó làm cũng khá là đẹp mắt hơn. Đó, các bạn có thể dễ dàng tham khảo trên website của mình hoặc là Facebook, Zalo. Website là hangnoidivo.com nha các bạn. Và hàng về khá là nhiều và có nhiều dòng rất là đẹp mắt, còn rất là mới. Nên các bạn hãy nhanh tay chọn lựa cho mình những dòng âm thanh yêu thích nhé. Onkyo, Đèn Ông, vân vân. Đây, bạn có thể thấy được MX11. Con này là con MX5DV. Ước có cả màu gỗ và màu đen nữa các bạn. Đó, cùng một dòng. Và MX11, con này cái bass 14 khá là hoành tráng nè, bass lõm nhé. Con này có thể kết nối máy tính cổng PC, cổng AUX 1.0 làm sao kẹt. Và con loa đồng trục này là con M7 3 thớt, loa đồng trục của Đèn Ông nhé. Và con này là con loa 3 đường tiếng MS 3 số 7. Đây còn loa, con loa gỗ bóng của con NX8 nè, Onkyo N7TX. Đó, còn rất là nhiều dòng các bạn, Kenwood vân vân. À, có một cái dòng Kenwood K505. Đây các bạn, K505 Bluetooth nha các bạn. Wow. Và con D1 LTD. Con kia là con Đèn Ông M41 có Bluetooth đời 2018 đi cùng cặp loa 3 đường tiếng Đèn Ông M33. Và còn nhiều dòng khác nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hãy nhanh tay chọn cho mình một dàn âm thanh tại hàng Nhật Vũ. Giá mình báo thường là đã bao gồm cục đổi nguồn rồi nha các bạn. Bao gồm cục đổi nguồn. Nếu các bạn không lấy đổi nguồn thì trừ ra dây kết nối điện thoại, dây loa, vân vân. Lấy điều khiển học thì cộng thêm cho mình 100.000 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.